Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Nobel Kit. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Nobel Kit cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Nobel Kit Dry N3DHA11D 100mg 50mg cao chiết xuất tương đương Hạnh nhân 200mg Quả óc chó 150mg Yến mạch 150mg Chiết xuất cúc tím 35mg Tham ôm -um Odonin 30mg Sữa non 20 mg. Kẽm gluconate 20 mg. Vitamin B1 1,5 mg. Vitamin B6 1,5 mg. Vitamin A 300 IU. Công dụng: Bổ sung DHA và một số vitamin hỗ trợ phát triển não bộ cho trẻ trong độ tuổi tăng trưởng. Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và sức khỏe cho trẻ nhỏ. Chỉ định: Trẻ đang trong giai đoạn phát triển. Trẻ cần tăng cường sức đề kháng và sức khỏe. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi, uống 3g một lần, một lần một ngày. Trẻ từ 6 đến 10 tuổi, uống 3g một lần, hai lần một ngày. Trẻ trên 10 tuổi, uống 3g một lần, ba lần một ngày. Hòa với nước Sữa hoặc thức ăn cho trẻ Đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm Lưu ý khi sử dụng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Nobel Kit đồng thời biết cách sử dụng Nobel Kit, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.